Em xin chào tất cả cô chú anh chị Hoa Lan nha. Hôm nay em tiếp tục lên video chia sẻ cô chú anh chị mình những cây cách lây da có tại vườn nha em. Để cô chú anh chị mình yêu thích hoa lan cách lây da thì mình cùng sưu tầm về mình có giống mình chơi ha. Thì hôm nay sẽ có một vài cây đang có hoa cho anh chị mình về mình chơi hoa liền ha. Thì đầu video lên cho anh chị mình một cây hoa này rất là đẹp luôn, hoa chùm cực kỳ thơm. Đây, rất là thơm, rất là đẹp luôn ha. Cây này tên cũng là Varus Valentine. Đó, tên rất là đẹp, rất là dễ thương luôn ha, cực kỳ thơm nha. Những cái cây mini hoa chùm mà hoa thơm thì rất là hiếm nha, cực kỳ ít luôn á. Ít những cây mà hoa chùm mà hoa thơm lắm, mà cây này thơm rất là nồng nha. Đây cho anh chị mình xem kỹ cái mặt hoa của nó. Đó. Hoa này, hoa chùm mà rất là đẹp luôn ha. Anh chị mình có thể mua cây này về. Đó, cây hoa thì cây hoa nở vài ngày thôi rồi, nên là em sẽ cố gắng gói kỹ cho anh chị mình. Thì mình mua để mình đảm bảo mình mua chuẩn cây, đúng cây ha. Varus Valentine, anh chị mình chốt cho em là mã BM13. N13 ha, M13 cây đăng hoa như thế này chỉ có 130.000 một chậu thôi, rất là rẻ luôn. Mini hoa chùm ha, chỉ có 130.000 thôi. Hoa rất là thơm nha, cực kỳ xuyên hoa, lên thân nào là sẽ cho hoa nè. Đó, thân vừa rồi mới cho hoa nè, nó đẻ thân này ra là cho hoa tiếp nè. Rất là xuyên hoa, rất là thơm mà màu hồng cực kỳ cưng luôn nha. Rồi, cây này đứng đây mà ngửi mùi thơm, thơm ơi là thơm luôn. Rồi, lên cho anh chị mình một cây cây nụ. Cây này là cây Nacon Chesiret. Cây này em chia được của một vườn có vài cây đang có nụ. Đó, về cho anh chị mình có nụ hoa về mình chơi liền ha. Nacon Chesiret. Đó, cây này thì rất là đẹp luôn, màu đỏ chói chang luôn. Anh chị mình theo dõi trên màn hình cho em ha. Mã chốt cho em là mã B15 ha. B15 màu đỏ đậm rất là đẹp luôn. Đây có cây nó chuẩn bị bung nè. Thấy cái nụ của nó là biết nó màu đỏ đậm rất là cưng rồi ha. Đây, cây này nó chuẩn bị bung nè. Đó là nhìn nó lên màu cánh hoa của nó gưng gưng. Lên khi mà nở sang ngày thứ hai thì bắt đầu nó sẽ đỏ. Đây này nó mới bắt đầu bung, từ từ nó bung nó sẽ giãn nở, bung cái lưỡi ra, cánh căng bung ra nha. Đó, màu đỏ là mới hé ra đã màu đỏ đậm rất là cưng rồi. Đó, cây này giá là 180.000 một chậu ha. Anh chị mình thích thì nhanh tay chốt liền cho em mã B15 có bài cây nụ thôi. Đó, về được có vài cây nụ cho anh chị mình sưu tầm thôi. Cây rất là đẹp luôn ha. Anh chị mình thích thì nhanh tay chốt liền cho em mã B15 đang có nụ nha. Về có hoa mình chơi hoa liền luôn. Rồi, lên cho anh chị mình một cây NC nè. NC nhỏ nhỏ thế này thôi mà rất là thơm luôn nha. Đó, hoa đó nè, màu xanh lửa trắng. Cây này cực kỳ cũng rất là ít nha, số lượng không có nhiều, cũng hiếm lắm. Đó, màu xanh lửa trắng, hoa thơm nha. NC đem còn một chậu này, chia sẻ cho anh chị mình giá là 160.000 đi. Còn có mua còn hai chậu, một chậu đang hoa thế này, một chậu kia thì mới tàn hoa. 160.000, hoa thơm lắm nha anh chị mình. Hoa rất là thơm luôn. Mình thích thì nhanh tay chốt liền cho em NC xanh nha. NC xanh chỉ 160.000 thôi, còn hai cây sale cho anh chị mình 160.000 luôn. Đó, rất là xuyên hoa luôn nha. Xuyên hoa dễ hoa lắm mà hoa thơm nữa. Ở 160.000 chốt cho em NC xanh nha. NC xanh. Tên em sẽ để kèm ở dưới video cho nên anh chị nào mình nghe không có kịp á thì mình có thể nhìn trên màn hình ha để mình chốt tên của nó ha. Rồi, lên cho anh chị mình một cây này rất là đẹp luôn. Cây này cánh hoa nè, đó bệt bệt rất là đẹp luôn ha. Cây này tên em sẽ để trên màn hình cho anh chị mình theo dõi kèm hoa mẫu. Mã chốt cho là mã M14 nha. M14 đang hoa luôn. M14 anh chị mua để đảm bảo mình mua chuẩn cây, yên tâm mình chuẩn giống thì mua cây hoa ha. M14 chỉ có 130.000 thôi, cây đang hoa trồng thường rồi, 130.000 thôi, đang có hoa luôn. Ở rất là đẹp luôn, mua về chuẩn thôi để cho anh chị mình yên tâm mua đúng cây luôn ha. Những cái cây mini hoa chùm này thì rất là xuyên hoa nha. 130.000 thôi, chốt cho em mã M14. M14 nha, lúc nào em cũng để kèm mã số, hình ảnh, hình mẫu hoa hoặc tên cây để ở trên màn hình cho nên anh chị mình có thể nhìn theo dõi trên màn hình để mình chốt chính xác mã cho em ha. Tại vì mỗi cây sẽ có mỗi mã khác nhau cho nên anh chị mình theo dõi mình cứ chốt đúng mã cho em sẽ lấy đúng cây mà mình chọn ha. Rồi, lên cho anh chị mình một cây màu vàng hoa to. Cây hoa to ha, cách hoa to Vĩnh Khang. Ở đây cây Vĩnh Khang, cây rất là đẹp ha. Vĩnh Khang mã T12 cho em. Mã T12, cây đây, cây này trồng thường bằng vỏ thông rồi nha. Cây này chậu thì nó hơi tràn chậu thì về anh chị mình có thể bỏ qua chậu lớn hơn để cho cây nó có không gian nó phát triển mạnh hơn nha.
À, thân lá rất là đẹp luôn. Vĩnh Khang chia sẻ cho anh chị mình giá 200.000 một chậu. Ở Vĩnh Khang đang có mèo luôn nè. Cây có mèo này rất là dễ hoa luôn nha, rất là tỷ lệ đậu nụ rất là cao. Vĩnh Khang mã T12 cho em, anh chị thích thì chốt liền cho em mã T12. Này là cát hoa to màu vàng nha, hoa thơm nha. Ở rất là cây rất là đẹp luôn. 200.000 chốt liền cho em mã T12 Vĩnh Khang. Rồi lên tiếp cho anh chị mình một cây hoa, duy nhất một cây. Tại vì nó nở ra mấy bữa cây nụ về á, không có phân biệt được chính xác nó là hoa này cho nên là không dám bán nụ. Nay hoa nở ra mới chính xác cây rồi mới chia sẻ cây hoa cho anh chị mình luôn. Ở đây nó sập nắng rồi nên nhìn hoa cánh hoa màu hồng nha, hình hồng màu đốm đốm nha anh chị mình. Hồng đốm đốm nè, lưỡi nè, trong họng lưỡi màu vàng rất là cưng luôn, hoa thơm nha. Hoa chùm cánh dày, cánh hoa rất là dày mà nó bóng bóng giống cánh sáp vậy đó. Ở một chậu duy nhất như thế này 150.000 đang hoa luôn, và có hoa anh chị mình chơi hoa liền luôn nha. 150.000 rất là đẹp luôn. Cây này mình chốt cho em là cánh sáp hồng nha, cánh sáp hồng rất là đẹp luôn ha, cánh sáp hồng cánh hoa đốm đốm mà nhìn lạ lắm, rất là đẹp luôn. Ở một chậu duy nhất thôi, em có một chậu duy nhất thôi, cây trồng thuần bằng gỗ thông rồi, và anh chị mình treo lên chăm sóc và lên thân mới thì sẽ cho hoa tiếp nha, rất là xiên hoa. Cánh sáp hồng 150.000 cho em. Rồi lên tiếp cho anh chị mình cây này, cây Binh Đôn ha. Binh Đôn đang có nụ tai hoa mà A25 cho em nha. Lục vườn còn được cây nụ đó, còn được một hai cây nụ, anh chị nào chốt thì chốt liền. Có một cây này thì đang được rất là nhiều nụ luôn, anh chị nào nhanh tay thì được cây 5 nụ này, còn lại thì cây 2 nụ 3 nụ nha. Ở Binh Đôn mã A25 cho em giá 180.000 thôi. 180.000 A25 nha, mã chốt cho em là mã A25. Hoa trung nha, hoa trung hoa rất là to, nở một lần 4 bông nè. Đó, còn cái này là 5 nụ luôn nè, anh chị thấy không? 4 bông mà đã ra như thế, một nhìn một cái vòi bông hoa như thế này rồi, nếu mà 5 bông nhìn còn ghiền hơn nữa. Rất là đẹp luôn, hoa thơm nha. Ở nhìn cái cánh hoa mặt sau nó đốm đốm nữa, đốm đốm tím, rất là đẹp luôn, hoa thơm. Đấy, 180.000 thôi, nhanh tay chốt trước thì được một chậu 5 nụ này, có một chậu duy nhất 5 nụ thôi nha. Còn lại là cây 2 nụ 1 nụ không à. Hoa rất là đẹp luôn, xiên hoa. Rồi, đây có bông nè, nhìn bông rất là duyên dáng, nhìn rất là đẹp luôn nha. Cây này mã chốt cho em là mã E16 nha, E16. Đây, cây bán là cây này, còn vài chậu ở vườn. Sale cho anh chị mình giá 100, này trước em bán là 200.000, giờ bán cho anh chị, chia sẻ cho anh chị mình sale còn 180.000. Rất là đẹp luôn, mã E16 cho em nha, cũng trồng thuần bằng vỏ thông rồi. Đấy, cây này cây em trồng ở vườn mẫu cho nên là cái chậu này size nó to giá khác. Đó, rất là đẹp luôn, nhìn cái cánh hoa duyên dáng không? Rất là duyên, rất là nhìn rất là cưng luôn. Đó, đây, chậu như thế này 180.000, trước em bán 180 mà cho 200 á. Nó còn có vài cây thôi, sale cho anh chị mình 180.000 thôi. Anh chị mình mua đơn hàng 3 chậu em sẽ miễn phí ship cho mình luôn nha. Rồi cưng quá, mã E16 cho em nha anh chị mình, E16 còn vài chậu thôi, nhanh tay chốt liền cho em E16 180.000, rất là cưng, rất là duyên luôn. Còn vài cây bán giá mềm cho anh chị mình lấy giống về mình chơi. Rồi lên cho anh chị mình còn vài cây cây Budai Smile 350.000, em còn có 2 cây thôi. Mặt hoa em để trên màn hình ha. Mặt hoa mã số trên màn hình. Anh chị mình theo dõi mình chốt liền cho em ha. Budai Smile 350.000. Em còn có vài cây thôi, anh chị mình yêu thích thì nhanh tay chốt liền cho em, mặt hoa rất là đẹp luôn ha. Nhìn mặt hoa lạ lạ rất là đẹp luôn. 350.000, em còn vài cây thôi. Bán giảm giá cho anh chị mình luôn, 350.000 để anh chị mình lấy giống mình chơi ha. Đây có cây hắc gia delay nở nè. Hắc gia thì em có cây trồng bỏ thông mới xuống rễ ấm chậu thôi. Anh chị mình yêu thích thì mình chốt cho em T22 nha. T22 giá là 160.000 một chậu. T22 đó, rất là đẹp luôn, cây này cực kỳ xiên bông luôn, rất là đẹp. Rất là nhiều cây có hoa nở ở vườn nha em rồi, cho nên anh chị mình sưu tầm mình cứ yên tâm, cây chuẩn hoa chuẩn giống cho mình. Và anh chị mình yêu thích thêm, muốn sưu tầm thêm nhiều mẫu hoa khác nữa thì mình có thể vô kênh YouTube Hoa Lan Cách Ly Gia Mỹ Hạnh của em. Thì mình vô những cái video em đăng thì mình xem thêm nhiều những cái clip mà chia sẻ cái cây ở
cây bán á, thì anh chị mình vô mình xem để mình lựa chọn thêm nhiều mặt hoa mình yêu thích để mình cùng mình mua một lần về mình trồng. Rồi có những hoặc là mình có thể kết bạn Zalo với em số 0933124442. Em cũng có đính kèm trên màn hình và dưới phần mô tả nội dung video. Anh chị mình có thể kết bạn với em và mình vào trang cá nhân của em thì mình xem. Thì trên đó em cũng đăng rất là nhiều mặt hàng ở trên đó, thì anh chị mình hãy vô mình xem tham khảo để mình chọn thêm nhiều mặt hoa yêu thích để mình về mình cùng sưu tầm mình chơi ha. Rồi em cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã dành thời gian để xem hết clip của em mà. Em cảm ơn và xin chào tạm biệt ạ.